Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nha Thì hôm nay thì em có quay cho các bác xem Là một bộ uh, chiêu ngựa của gõ Nam Phi Đó, thì hiện tại cái bộ này là hàng Mộc Thô Nguyên 100% luôn nha các bác Đó, hiện tại là bên em mới vừa tải xong và đã để khô Đó, để khô rồi, cái màu lên rất là đậm luôn này Đó, bình thường những cái tấm gỗ gỗ cốt nào mà cái hàng vân đậm như thế này nha Chất gỗ cực kỳ là tốt luôn cái này là hiện tại đang có thước là rộng 1m7 dài 20 và dài là 3m30 hàng vân vip rất là đẹp luôn nha các bác đó thì cái bộ này thì uh, em làm hồi năm ngoái ta nhưng mà uh, em để trong tối không có quay video không lấy hình được nên là em có đem ra ở đây thì em cũng có cho thợ làm lại đó em có cho thợ làm lại và hiện tại là đang tẩy nha. cái này mà bu lên thì rất là đẹp luôn khi mình bê u lên thì cái chỗ nào màu nó chưa được đều thì mình sẽ cho màu đều lên rất là đẹp luôn, nè, các bác có thể nhìn thấy nha. rất là đẹp luôn. Cái này là hàng cầm mọc thôi nha, hàng còn mọc nhưng mà rất là ok luôn các bác ạ, có vần cực kỳ là vip luôn. Đây và đây là cái phần uh, là thợ bên em lúc làm lại này, đó, thì cái này là lúc làm lại, nó đang trà này hàng mọc thô nghiêng luôn Thì hiện tại cái tấm này nó có cái thước là 1m70 Dài 20 Và dài là 3 30 Dài là 3 ba 30 nha Đó hàng là quay uh, Làm lại là em quay cho các bác xem luôn Quay cho các bác xem uh, lúc mọc luôn Tiền hàng mình em bán thì các bác uh, yên tâm về cái phần uh, Mọc hay là phần uh, ấy nha này, Hiện tại là đã tất Tới đoạn này rồi thì cái này là em có đưa ra em có có đêm đang ngồi phía ngoài sát đường để cho ánh sáng nó có thể rõ để quay cho các bác có thể nó rõ hơn đó hiện tại là đang còn dung đã là bắt đầu là tẩy đó đầu rất là đẹp luôn nói chung hàng này là hàng bia nha không tin nha đây có cái phần này là mới vừa tẩy này và đàn dội nước này đó các bác có thể nhìn thấy này khi mà mình để khô thì nó sẽ như cái video đầu nha khi để khô thì nó lên cái màu rất là đậm luôn lên màu đậm như cái video đầu ạ còn hiện tại này là bên em mới với tải xong mà nhìn nó hơi nhạt một xíu nha nhưng mà các bác có thể nhìn thấy là cái cái gỗ thực tế nè các bác có thể nhìn thấy nguyên tâm gỗ thực tế đó hàng là bảo đảm quay là một trăm phần trăm là hàng thật cho các bác luôn còn ví dụ như các bác mua hàng mà qua hình ảnh đấy, thì có thể là người ta sẽ chỉnh sửa hình ảnh là các bác không bao giờ biết được còn như trong video này nhé trong video này quay thế nào thì nó như thế đó thôi Chứ còn không thể nào mà chỉnh sửa được. Ừ, ví dụ như bây giờ ngay đây nó có lỗi. Thì em lại chỉnh sửa là không lỗi được đâu. Tại vì cái video này thì mình chỉ có cắt kết đoạn này qua đoạn khác thôi. Chứ còn không có chỉnh sửa được lỗi nha. Đó, còn các bác mà mua qua hình ảnh ấy. Thì các bác phải nên lưu ý rằng. Là qua hình ảnh. Kể cả hình mọc. Người ta vẫn chỉnh sửa được. đó Còn riêng bên em bán thì em quay video thực tế cho các bác luôn. Thì như bộ này thì hiện tại là em đang bán với giá là. 75 triệu là ba ship cho các bác nha đó bác nào nếu mà quan tâm về bộ này thì có thể liên hệ cho tiếp cho em hàng là vân vip cực kỳ là đẹp luôn đó hàng này thật vân quá vip luôn rồi không còn chỗ nào để chê luôn thì về kích thước với lại kích cách, cách thức liên lạc thì em sẽ để dưới phần ở trên màn hình nha em sẽ để trên màn hình thì các bác có thể xem thực tế đó